Xin chào mọi người, cái video này mình sẽ định giá Bitcoin những giờ và ngày tới đây cho bạn Mình tên là Daniel, tới từ Team Academy, kênh về đầu tư và tư duy hay nhất tại Việt Nam Ngay bây giờ thì mình đang ở trong Trading View với cái khung 4 giờ Và cái giá của Bitcoin là 16.777 Ok, vừa rồi nó có sự bay bổng chút xíu và sau đó nó đi xuống lại và cũng giống như những cái chiếc video trước đây mình đã làm cho bạn Ok, uh, thì đây là cái chữ, uh, hồi vừa rồi mình cũng đã nói là cái đây là một chống lần của nó Ok, là 16.770, khoảng cả 70 Ok, và ngay bây giờ thì nó đang nằm ở cái con số đó Ok, thì nói chung những cái gì, thông tin mình uh, vừa uh, chia sẻ với bạn Những ngày và tháng vừa rồi thì cái phần trăm chính xác nó rất là uh, tốt Ok, và chừng nào nó sai thì mình sẽ nói nó sai cho bạn Okay. À, tất cả những thông tin ở đây đều sẽ được nằm trên bàn sai đúng thì mình sẽ bàn luận với nhau nha à, những cái phần trăm đúng thì uh, cao hơn rất nhiều. thì vừa rồi uh, đây là uh, mình cũng đã chia sẻ là đây là những cái chống lưng nha nếu bạn vẽ ra một cái đường giống như coi lại những cái video vừa rồi của mình làm, Ok thì đây là một cái sự chống lưng thì nếu mà bạn thấy nó chống lưng mình bung lên nhẹ thì đây là những cái chỗ mà có thể nên nên mua vô cái okay, mua vô bán ra mua vô bán ra mua vô bán ra mình biết cái thị trường này nó không giống như những cái thị, à, giống như cái thị trường à, những tháng vừa rồi nha cái sự bay bổng à, 50 phần trăm thì rất nhiều nha ngay bây giờ cái phần trăm giống như vừa rồi cái đây là thấy một cái sự bay bổng rất cao rồi nè là nó chỉ có 3 phần trăm thôi còn ở đây thì khoảng cỡ chỉ có gần gần được hai phần trăm à ok gọi là um, cái thị trường này nó bắt đầu gọi là nó nó chậm lại nó chậm lại và nó nó, nó yên lặng hơn ok thì cái thị trường này ngay bây giờ thì nói nói chung um, mình cảm thấy nó rất là gọi là uh, boring rất là chán nản ok nhưng nha nhưng lợi nhuận vẫn có thể tạo ra um, dựa theo những cái trong lưng mà mua mà đợi nó lên có hai phần là thả ok thì thì vẫn có làm vẫn làm được cái điều đó um, riêng ngay bây giờ là mình đang ở trong cái khung 4 giờ thì đây nó phải tốn tới khoảng cỡ gần một ngày trời mình mới chốt lời được còn uh, thường ngày thì cái sự mình nhiều lúc nó sự nhảy nhảy nhót rất là rất là mạnh nha. mình có thể chốt lời hai phần trăm trong một thời gian rất ngắn ok uh, nhưng mình mình sẽ cố gắng uh, mình sẽ uh, cho bạn thông tin với những gì uh, cái thị trường nó như thế nào ok để mình cố gắng chốt được bao nhiêu lời càng càng tốt càng nhiều ok càng nhiều càng tốt chứ ok nhìn vô cái mát đi ngay bây giờ trong 04 4 giờ ok thì nó có vẻ là phải đi ngang một thời gian dài nữa nha yeah. một thời gian dài nữa bạn nó nó không có cái volume nó không có cái, không, không có nhảy nhót nhiều nó sẽ đi ngang nghe? Yeah, sideways ok và đây những cái mốc là bạn có thể chốt lời trước đây ok và trong tương lai này nếu mà có những cái chống lưng giống như ngay bây giờ ở đây nghe yeah, đây là ngay bây giờ mình đang nói ở đây nếu ở đây bạn thấy khoảng cỡ một hai cái một hai cái uh, gọi là uh, cái cây nến cái nến màu xanh nha khùng 4 giờ thì bạn cũng có thể mua vô chút chút và nó tăng lên trên đây thì mà bạn cũng có thể, có thể thả thả ra nha ngay bây giờ cái phần trăm mà mình thấy nó vẫn đi lên lại nếu nó chống lưng được ở đây thì ok cũng dù giống như cái wave count cái Elliot wave count thì đây đếm à, bắt đầu từ đây là một nè hai nè ba nè bốn năm thì nó phải lên tới đây là ok rồi sau đó nghe cái phần trăm cái đầu nó quay đầu đi xuống lại gặp 14.000 thì có ở trên bàn ok à, 14.000 hoặc thấp hơn ok dựa theo nó đi lên cao như thế nào cao bao nhiêu ok thì xuống càng thấp ok và mình sẽ cập nhật những cái thông tin đó cho bạn à, ngay bây giờ nhá, ngắn hạn nhất thì bạn mình phải cần nó giữ như đây nè và cái, cái 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 móc giữ này ở đây á, thì mình đã chia sẻ cho bạn trước khoảng cỡ hai ba cái video trước rồi chứ không phải là ngay bây giờ ok nó phải cần giữ ở đây rồi nó bung lại bung lên thì đây có thể là mình đợi đã mình đợi một hai cái cây nến xanh thì bạn có thể mua vô rồi xả ra nha yeah, xả ra à, ngắn hạn nhất vừa rồi là từ đây mình lấy nó từ đây mình đem lên trên đây thì ngắn hạn nhất á ok đây cái sóng thứ ba mình đang muốn nó tăng lên đó, ok là 17.300 và ngay bây giờ là trăm nó sẽ chạm được 17.300 những ngày tới đây chứ không phải là những giờ tới đây nó hơi chậm những ngày tới đây. Ok. Nếu nó chống lần được, nó chống lần được ở đây và ở đây. Ok. Nếu mà nó không chống lần được ở 16.600 có nghĩa là cái 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 sóng này gọi là invalidate rồi, có nghĩa là nó sai rồi. Ok. Thì nó sẽ có cái đà đi xuống. Ok. Trong thị trường tiền điện tử cũng giống như Bitcoin, cũng giống như cổ phiếu cổ phần thì mình chỉ nói về phần trăm bao nhiêu phần trăm nó đi lên và bao nhiêu phần trăm đi xuống thôi chứ mình không có thể xác định được 100% nó đi lên và 100% đi xuống bởi vì nó không chỉ dựa theo những cái cái gì mình mình đang làm cho bạn là analyze cái chart rồi đếm sóng, đếm candle, đếm râu, đếm lung tung đúng không? Nó còn dựa thêm tin tức ở bên ngoài nữa. Ok, tin tức của bên ngoài và cái mà dự quan trọng nhất là cái tư duy, tư duy của con người, cái cảm xúc của con người. nghe Cái cảm xúc là cái mà nó ghê gớm nhất, nó có thể đổi cái thị trường này rất, rất nhanh. Ok. Thì đó, ngắn hạn nhất bạn muốn thấy được là 17.300. Nhưng ngay bây giờ đây là cái chống lưng nè, nó phải đi lên. Nha. Nếu nó xuống dưới đây mà nó không chống được, có nghĩa là cái trend nó đã đi xuống rồi. Và những giờ tới đây mình có thể thấy là nó sẽ đi ngang, đi ngang một thời gian thời gian dài ok vài ngày nữa ok mình sẽ đổi vào cái khung một giờ ok thì đây vừa rồi là nó riêng cái khung một giờ nếu bạn zoom vô thì nó đã nó đã, nằm cái cái chống lưng này đâu được uh, gần 3 giờ và cái bắt đầu nó lên tới cái giờ thứ bốn rồi ok thì sau đó cái bạn có thể đổi qua cái khung 4 giờ để bạn coi được bao nhiêu cái candle nó 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 được bao nhiêu cái candle bạn muốn nhiều cái candle 4 giờ ở đây để bạn có thể nhảy vô và bạn ra ra cái đó là thông tin cho những bạn muốn uh, uh, trade cái thị trường này nhảy vô nhảy ra ok sóng về đếm sóng thì nó nó còn lên nữa nghe cái phần trăm lên là 55 phần trăm nếu nó chống lần được 55 phần trăm ngay bây giờ là nó là nó có thể lên được nghe nó đi lên được còn 45 phần trăm là nó sẽ khở, nó sẽ phá vỡ những cái chống lần này và đi xuống ok thì đó là cái thông tin mình muốn à, mình muốn à, chia sẻ với bạn à, để mình à, zoom ra một cái này để mình cái này là nếu bạn chưa có cái theo dõi cái kênh này một thời gian dài á thì nên quay lại những cái video vừa rồi để coi nghe trước đây à, ngay bây giờ là mình vẫn là nằm trong cái downtrend nghe vừa nằm giữa cái khung vàng này nghe nó hơi khó coi chút xíu ok và ngay bây giờ nó đang nằm ở đây ok mình cần nó bung nếu mà nó bung lên đó mình muốn nó bung lên nó phá vỡ cái khung vàng này là khoảng cỡ 19 ngàn 20 ngàn thì cái ngày đó có thể là nó có thể ngay bây giờ nó đang nằm à, cái nếu mà vẽ cái chọi này á, thì cái cái phần trăm nó đi lên cao hơn nha cô mình cũng cầu mong nha à, là nó lên nó gặp 19 20 ngàn rồi sau đó mới quay đầu đi xuống là nó gặp 14 ngàn ok nhưng phải nó phải chống lòng nó phải chống lần lại được của những cái móc mà mình đã chia sẻ cho bạn rồi OK uh, vậy thôi OK mình tên là Daniel tới từ Tiền Academy, kênh về đầu tư và TV hay nhất tại Việt Nam và một thông tin nữa đây là cái kênh của mình tiền Academy ở bên ở trên YouTube Bitcoin tư duy ở trong đây mình có rất là nhiều video uh, um, về uh, Bitcoin cũng giống như về tiền điện tử OK cho bạn những cái bạn nào mà đam mê về tiền điện tử mà muốn học hỏi muốn um, học những cái thông tin hay về nó để làm sao hiểu Bitcoin là gì. Chứ ai cũng biết Bitcoin hết nhưng thực sự người ta cái số đông là chưa bao giờ bỏ 100 tiếng học về nó. Ok. Bởi vì vậy người ta không có sự tin cậy. Và để cái đầu tư vô Bitcoin không phải là đầu tư vô ngày ngày 1 ngày 2. Có hai phương án để đầu tư, phương án là đầu tư lâu dài và phương án là có thể là nhảy vô nhảy ra để sinh lời rồi sau đó bỏ vô cái rổ đầu tư lâu dài. Thì đây có rất là nhiều video mình phân tích À, thông tin cho bạn à, những thông tin mới nhất ok và mỗi ngày mình sẽ cố gắng cập nhật những thông tin mới mới nhất cho bạn à, về tiền điện tử ok những những thông tin hữu ích nghe để làm sao giúp cho bạn có được cái ngày đó à, ngày à, tự do tài chính à, càng sớm càng tốt không chỉ vậy ở trong cái channel này mình nói về tư duy ok tư duy làm giàu có nghĩa là à, bạn phải có một cái mindset như thế nào đó thì bạn mới làm giàu được ok bởi vì mà người giàu mà không có cái mindset đó, thì à, tiền cũ cũng sẽ bay theo mây gió mây gió và cuối cùng ở cuối cuộc đời người ta người ta sẽ trở thành trở thành những người uh, um, vẫn những trở thành những người nghèo nghe ok uh, thì đây ok bạn uh, nên đăng ký cái kênh những cái video nào mới ra thì bạn sẽ cập nhật được sau khi bạn theo dõi nó một thời gian dài mình thấy bạn nếu bạn thấy nghe có thể là không cần đăng ký kênh liền uh, theo dõi một thời gian dài coi thử những cái thông tin mình truyền đạt nó có giúp được gì cho bạn không? Nếu có giúp được gì cho bạn thì nhớ đăng ký cái kênh, mở cái chuông lên và có thể uh, giúp thêm là chia sẻ cái kênh này tới những cái người mà đam mê về tiền điện tử, cũng giống như đầu tư, cũng giống như những tư duy để làm giàu thì đây là cái kênh bạn nên uh, follow. Ok, xin chào người.